Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và sáng mai, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ cần lưu ý với những cơn mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Nguyên nhân là do vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500m di chuyển từ thượng Lào sang nên gây mưa cho một loạt các tỉnh vùng núi như là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng. Lượng mưa dự báo từ 10 đến 20mm, có nơi trên 50mm. Sang ngày mai, vùng hội tụ gió này yếu đi nhanh, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại. Toàn miền Bắc sẽ chịu sự chi phối của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây nên trời có nắng. Nhiệt độ ngày mai ở phía Đông Bắc sẽ tăng lên ngưỡng từ 27 cho tới 30 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc là 29 đến 33 độ. Ở Mường La, Mường Lay hay Mường Tè có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt trên 34 độ. Các tỉnh thuộc khu vực miền Trung sẽ là nơi chịu tác động mạnh của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, nên từ ngày mai, gió các huyện vùng núi phía Tây của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 36 độ. Vùng ven biển khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, cũng như các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, mức nhiệt ngày mai duy trì trong khoảng cao từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai trời cũng có nắng mạnh từ sớm. Vì thế, ngày mai, ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là một ngày nhiệt cao. Kon Tum, Gia Lai, nhiệt độ tăng lên mức 34 đến 35 độ. Ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, nhiệt độ duy trì từ 33 đến 34 độ. Với khu vực Nam Bộ, tất cả miền Đông Nam Bộ đều vẫn xảy ra nắng nóng, với ngưỡng nhiệt cao 36 đến 37 độ. Ở miền Tây, nhiệt độ là từ 34 cho tới 36 độ. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ từ chiều và tối mai, gió Đông Nam mạnh lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngoài khơi, hai vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió chỉ ở mức cấp 3 đến cấp 4, trời tạnh giáo, tầm nhìn xa trên 10 km. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại!